Rồi chết. Chào mọi người nha. Hôm nay vô gần gặp ổ ong đó mọi người, trên cây đó ong đó mọi người. Cây nhỏ quá để mình lên cọc dây bắt nha mọi người. Rồi mọi người xem bắt nha. Theo dõi mà bắt nha mọi người. Không có cao nhưng có cái đóng cây nhỏ quá. Mọi người theo dõi coi nha. Cây này phải cột dây mới bắt mới được mọi người, nguy hiểm lắm. Bự quá mọi người. Ồ, con mặt đã hết biết mọi người ơi. Nhỏ quá này nha mọi người. Anh Đọc Nguyễn ra ngoài bắt cho mọi người xem. Câu dây mới được nha mọi người.
biết mặt mọi người. Cái này còn hơi sáp này, xuống dưới rồi những cắt lại nha. Quá ok luôn nha mọi luôn nha mọi người. Nhánh cắt nhỏ mình phải leo bỏ họng dây mới được không mọi người. Rất là ok luôn, nhỏ nhỏ mặt mặt vậy thôi. Thank you.
sắt đây. Mặt này mọi người đủ mặt luôn. Còn kết thúc video đây nha, chào mọi người nha.